ba mươi địa thần an trụ phó thác thứ mười hồi hướng vào pháp giới vô lượng Bấy giờ thiện tài đồng tử từ từ đi du hành đến nước Ma Kiệt Đà trong bồ đề tràng chỗ vị thần an trụ. Có trăm vạn vị địa thần cùng ở trong đó bèn nói với nhau rằng đồng tử này đến tức là Phật tạm, sẽ khắp vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, sẽ khắp phá vỡ lớp vỏ vô minh của tất cả chúng sinh. Người này đã sinh trong dòng dõi Pháp Vương sẽ dùng lụa Pháp lìa cấu vô ngại mà quấn trên đầu sẽ khai mở đại chân bảo tàng trí huệ hàng phục tất cả tà luận dị đạo Bấy giờ vị địa thần an trụ cùng trăm vạn vị địa thần phóng đại quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, khiến cho khắp đại địa đồng thời chấn động, đủ thứ báu vật trang nghiêm khắp nơi, hình bóng trong sạch chiếu soi lẫn nhau, tất cả lá cây đều cùng sinh trưởng, tất cả hoa đều cùng nở ra, tất cả trái cây đều cùng chín, tất cả dòng sông đều chảy xuống lẫn nhau, tất cả ao đầm đều tràn đầy, mưa xuống nước thơm tẩy rửa khắp khắp mặt đất, gió thổi hoa rải khắp trên mặt đất, vô số âm nhạc đồng thời đều tấu lên, đồ trang nghiêm cõi trời đều vang ra tiếng hay, châu chúa, voi chúa, sư tử chúa vân vân đều sinh tâm vui mừng, nhảy nhót gầm hú, như núi lớn chạm nhau vang ra tiếng trăm ngàn bảo tàng, ngầm dưới đất tự nhiên hiện lên. Bấy giờ địa thần an trụ bảo thiện tài rằng, thiện lai đồng tử, ngươi ở tại chỗ này đã từng trồng căn lành, ta vì ngươi mà thị hiện, ngươi có muốn thấy chăng? Bấy giờ thiện tài đảnh lễ vị địa thần, đi nhiễu quanh vô số vòng, đứng chắp tay bạch rằng, Đức Thánh dạ con muốn thấy, bấy giờ địa thần an trụ dùng chân ấn xuống đất thì trăm ngàn ức A Tăng Kỳ bảo tàng tự nhiên hiện lên rồi bảo rằng thiện nam tử nay bảo tàng này sẽ đi theo ngươi đó là quả báo căn lành thuở xưa của ngươi là phước lực của ngươi nhiếp thọ ngươi hãy tùy ý thọ dụng tự tại thiện nam tử ta được giải thoát bồ tát tên là tạng trí huệ không thể hoại ta thường dùng pháp này mà thành tựu chúng sinh Thiện Nam Tử, ta nhớ từ thủa Đức Phật Nhiên Đăng đến nay, ta thường theo Bồ Tát cung kính giữ gìn, quan sát hết thảy, cảnh giới tâm hạnh trí huệ của Bồ Tát, tất cả thệ nguyện các hạnh thanh tịnh, tất cả tam muội thần thông rộng lớn, sức đại tự tại, pháp không thể hoại, đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, được khắp tất cả các như lai thọ ký. Chuyển bánh xe Pháp của tất cả chư Phật, rộng nói tất cả môn tu đa la, đại Pháp quang minh, đều chiếu sáng khắp giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh thị hiện thần biến của tất cả chư phật ta đều lãnh thọ được đều nhớ trì được